Các con thân mến, cô là Lê Thị Sửu, giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn khối 6 và 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Các con nhớ cô không? Cô nhớ các con rất là nhiều. Chúng ta đã xa nhau 8 tuần rồi vì đại dịch Covid-19 nên việc học cũng bị gián đoạn. Các con à, để tiếp tục việc học, cô và các con sẽ gặp nhau qua những bài dạy trực tuyến nhé. Bây giờ các con hãy lấy tập bài học và sách giáo khoa ra cùng với cô học bài mới nào. Các con nhớ ghi chép vào tập đầy đủ nghe. Các con biết không, tục ngữ là những lời vàng ý ngọc là sự kết tinh kinh nghiệm, trí tuệ của nhân dân qua bao đời. Ngoài những kinh nghiệm về thiên nhiên và lao động sản xuất, tục ngữ còn là kho báu những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội. Dưới hình thức những nhận xét, lời khuyên nhủ, tục ngữ truyền đạt rất nhiều bài học bổ ích vô giá trong cách nhìn nhận giá trị con người, trong cách học cách sống và ứng xử hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học. Các con mở sách giáo khoa trang 12 ra nào. Các con nghe cô đọc một lần chín câu tục ngữ. Một mặt người bằng 10 mặt của. Cái răng cái tóc là góc con người. Đói cho sạch, sách cho thơm. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Không thầy đố mày làm nên. Học thầy không thầy học bạn, Thương người như thể thương thân, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần học thứ nhất. Phần thứ nhất trong bài học hôm nay đó chính là đọc tìm hiểu chú thích ở sách giáo khoa trang 12. Phần này giải thích những từ ngữ khó, các con xem trong sách giáo khoa nhé. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 2, đó là đọc và tìm hiểu văn bản. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu câu tục ngữ về nghệ thuật và nội dung. Câu thứ nhất: Một mặt người bằng 10 mặt của Để diễn đạt ý nghĩa câu tục ngữ này, tác giả dân gian đã sử dụng nghệ thuật so sánh đối lập giữa hai vế 1 và 10, ngoài ra còn có nghệ thuật hoán dụ. Vậy câu tục ngữ này có ý nghĩa con người quý trọng hơn của cải vật chất. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu câu tục ngữ thứ hai, cái răng cái tóc là gốc con người. Xét về nghệ thuật, câu tục ngữ này có hai nghĩa và gieo vần lưng. Về nội dung, câu tục ngữ này khuyên chúng ta giữ gìn sức khỏe. Hình thức bên ngoài cũng thể hiện một phần nào tính cách phải trau dồi bản thân từ những cái nhỏ nhất. Bây giờ chúng ta bước sang tìm hiểu câu tục ngữ thứ ba, đói cho sạch, rách cho thơm, xét về nghệ thuật, câu tục ngữ này có hai vế đối rất chỉnh, hai vế bổ sung và làm sáng tỏ nghĩa cho nhau, đó là nghĩa đen và nghĩa bóng. Về nghĩa đen, dù đói vẫn phải ăn uống sạch sẽ, rách cũng phải thơm tho, còn về nghĩa bóng sống phải có lòng tự trọng, không làm điều xấu xa trộm cắp. Nội dung chính được hiểu theo nghĩa thứ hai, dù trong hoàn cảnh nào con người cũng phải sống trong sạch. Tiếp tục tìm hiểu câu tục ngữ thứ tư, học ăn, học nói, học gói, học mở. Xét về nghệ thuật, câu tục ngữ này có bốn vế quan hệ đẳng lập, kết hợp bổ sung cho nhau từ học được điệp lại 4 lần, vừa nhấn mạnh vừa mở ra những điều con người cần học. Từ nghệ thuật của câu tục ngữ, chúng ta hiểu theo hai nghĩa nhé. Nghĩa thứ nhất, học ăn, học nói là khuyên nhủ về giao tiếp cũng như ăn trong nồi, ngồi trong hướng, lời nói gói vàng hay là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn học gói, học mở là học để thông thảo, thuần thục, khéo léo lịch thiệp trong thao tác gói mở, tức là làm việc. Vậy nội dung chính của câu tục ngữ này là học từ những thứ nhỏ nhất để trở thành một người có hiểu biết và có văn hóa. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu câu tục ngữ thứ năm: Không thầy đố mày làm nên. Câu tục ngữ này rất quen thuộc đối với chúng ta xét về mặt nghệ thuật để đề cao vai trò của việc học thầy, tác giả dân gian đã vận dụng phép nói quá nhằm nêu bật nội dung cũng như khẳng định vai trò công ơn của thầy người dạy ta những bước đi ban đầu về tri thức, cách sống, đạo đức. sâu rộng hơn đó là sự thành công của họ đều có vai trò to lớn của người thầy. Vì vậy cần phải biết tôn sư trọng đạo. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu câu tục ngữ thứ sáu học thầy không tày học bạn câu tục ngữ này nghe qua có vẻ mâu thuẫn phải không các con với phép tu từ so sánh ông cha ta muốn đề cao vai trò của việc học bạn nó không hạ thấp việc học thầy không coi bạn hơn thầy mà muốn nhấn mạnh một đối tượng khác phạm vi khác mà con người cần học hỏi bạn là hình ảnh tương đồng ta có thể thấy mình trong đó để tự học tự trau dồi câu tục ngữ khuyến khích việc học bạn Chọn bạn mà học, học điều hay, điều tốt từ bạn của mình. Câu tục ngữ thứ bảy Thương người như thể thương thân Câu tục ngữ với phép tu từ so sánh Thương người được đặt trước thương thân để nhấn mạnh đối tượng cần đồng cảm, thương yêu. Đây là lời khuyên triết lý sống, cách ứng xử trong quan hệ giữa con người với con người, lời khuyên đầy giá trị nhân văn. Ví dụ, trong đại dịch Covid-19, các bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, thậm chí hy sinh tính mạng để cứu người, các anh bộ đội, dân quân nhường doanh trại cho đồng bào cách ly họ ra ở ngoài bìa rừng, chủ nhà trọ miễn phí tiền nhà cho công nhân trong cơn đại dịch, một số em nhỏ dành tiền tiết kiệm mua khẩu trang giúp người nghèo trong cơn đại dịch Đến với câu tục ngữ thứ 8, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, với nghệ thuật ẩn dụ, câu tục ngữ được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen khi ta ăn một quả chín ngọt thơm, ta phải nhớ người trồng và chăm sóc cái cây đó. Còn xét về nghĩa bóng, khuyên nhủ con người về lòng biết ơn, người hưởng thụ thành quả phải luôn nhớ ơn những người đã tạo ra thành quả đó cho mình. Câu tục ngữ cuối cùng trong bài học cũng là câu số 9. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Với nghệ thuật hoán dụ, hình ảnh một cây tức là ít người, ba cây nhiều người để muốn khẳng định một người lẻ loi không làm nên việc lớn, việc khó, nhiều người hợp sức lại sẽ làm được việc cần làm, thậm chí việc lớn lao khó khăn hơn. Đây chính là sức mạnh của sự đoàn kết. các con thân mến vừa rồi cô đã hướng dẫn các con chín câu tục ngữ thuộc chủ đề tục ngữ về con người và xã hội qua chín câu tục ngữ trên chắc chắn các con đã nhận ra được tầm quan trọng của văn học nói chung và tục ngữ nói riêng trong đời sống của chúng ta rồi phải không đúng vậy tục ngữ chính là những lời khuyên nhủ bổ ích về cách sống ở đời của con người đấy bây giờ chúng ta sẽ làm luyện tập cô có câu hỏi như sau Em hãy tìm 5 câu tục ngữ về con người và xã hội mà em biết. Các con nhớ không lấy trong bài học hôm nay nhé. Các con à, bài học đến đây đã kết thúc rồi. Cô rất vui vì đã được gặp các con qua tiết học hôm nay. Để sớm trở lại trường, các con nhớ giữ gìn sức khỏe, không tụ tập nơi đông người, vâng lời người lớn, giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang khi phải ra ngoài nhé. cô xin mượn ý thơ trong bài đi học để gửi nỗi nhớ mong của cô đến với các con hôm qua em đi học mẹ dắt tay từng bước hôm nay dịch covid một mình cô đến lớp sân trường vẫn tỏa nắng lá vẫn rơi xào xạc lớp học khang trang lắm đang mong chờ các con